À mẹ mở hả? Mẹ. À mẹ chưa? Hả? À mẹ. Hả? Con nói mẹ. 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 Màu này màu gì? Màu đen. Đen. Cô nói đi, đen. Đen. Biết chay rồi, cái ai mượn ai biết chay rồi làm chứ không ai biết thì giới thiệu hoài. Rồi, vẽ nha. Rồi. Vẽ đây. Wow. Wow. Đó, vẽ à đó, ngay chỗ khúc này tính đó, ưng vẽ ngay khúc này vậy đó. Ù, cái tay ghê quá. Rồi bây giờ sơn móng tay cho mẹ đi. Sơn móng tay cho mẹ đi. Đó, cô chú thấy sơn móng tay cho mẹ chưa? Trời đất ơi, thợ này là thôi để mẹ sơn thử mẹ có nhận làm thợ được không nha. Đó. Trời đất ơi, sơn vậy lem ra đây rồi cái bị khách chửi rồi. Sơn lem như vậy là không được, còn cái này nữa, cái này nữa, cái này nữa. Trời ơi, nắm tay thì trời ơi nó dịnh. Trời đất ơi, tao nói thiếu đâu mà thiếu dữ vậy trời. Oh wow. Ê bậy, cái này dễ, này là bậy, cái này là cố tình nè. Cố tình gây thương tích nè. Rồi, thôi vẽ đây đây mẹ cho cô chú coi. Đó, cô chú thấy tay. Đây coi. Cô cờ xong cái tay nè cô chú. Đó, thấy chưa cô chú thấy cái chơi vẽ chưa? Vẽ đẹp dưới ta. Trời ơi, vẽ được con cái là đẹp nhất nè. Đó. Á gì? Cho cô chú coi nè. Tuyệt phẩm của chay đó cô chú. Nó kỹ sư tương lai mà, nó là xây mà, nên nó phải vẽ bản vẽ. Trời đất ơi, coi vẽ tay tôi nè. Rồi sao giờ sao mà chùi ra đây? Hả? À, này sao chùi ra đây? Coi ơi, cô chú ai muốn làm tay cứ đặt hẹn chay nha. Chay sẽ làm hết. Trời đất ơi, vẫn vẽ nó luôn rồi. Rồi này, vẽ sơn nó luôn nè. Thấy chưa? Vẽ chưa? Trời ơi, dữ chưa? Wow. Wow. Trời đất ơi, say đó. Trời ơi, sao khoái sơn móng tay vậy sợi. Sợi ơi sợi. Trời ơi. Wow, rồi cho cô chú coi đẹp không? Cho cô chú coi coi. Cho cô chú coi một bàn tay coi. Con cho cô chú coi tay con đi chơi vậy nè. Cho cô chú coi tay vậy nè. Wow, trời ơi, giờ tay này dễ qua tay kia luôn. Thấy dữ chưa? Wow, ê cái ngón đó đang đẹp mà sao dễ ngón đó. Wow, một kiệt tác của thiên nhiên luôn. Trời đất ơi, coi nè. Thôi. Nó dịnh tay này dịnh luôn rồi. Rồi tay dữ luôn nè. Cái đó bậy, cái đó là bậy, cái đó là lên da khách rồi. Cái này là nói chung là còn phải học thêm là cỡ chừng 15 năm nữa mới đi làm khách được nghe chưa? Thấy chưa? Bây dễ kìa đó. Ờ, cho cô chú coi đó. Rồi đó, mẹ là mẹ đánh giá là cái trình độ này là khoảng 15 16 năm nữa mới đi làm khách được. Nó kiếm tiền được nghe chưa? Chứ dài chưa đâu, em còn phải cố gắng hơn nữa nghe chưa? Đâu phải dễ mà đi kiếm tiền đâu chay. Hả? Con tưởng làm neo là dễ hả chay? Ờ chưa, ba cái bằng đã chay học mấy hồi. Hả chay? Mẹ mà thi còn đậu đây mà con gì. Mẹ thi bằng neo đúng một lần là đậu luôn đó chay. Đâu bậy, con đi học đàng hoàng chứ con không có mua à. Bậy, đâu bậy. Con đi học 4 tháng rưỡi. Con học ở trong cái trường của Mỹ á, gần cách đây 20 phút lái xe, học cái trường của Mỹ luôn. Rồi con vừa đi một mình con tự đi thi. Ủa, ở Michigan thì thi Michigan chứ Michigan đi thi đâu? Thôi bậy à. Tiểu bang nào đi thi tiểu bang đó chứ đâu là học neo thì thiệt. Không. Mà con giảng rồi mình đi học từ bát cả. Không có đâu. Học bang nào đi học bên. Bảy rồi. Cái đó là tầm 7 đó. Làm neo ở đâu thì mình thi neo ở chỗ đó. Con đi học một ngày 5 tiếng đồng hồ, từ thứ hai cho tới thứ bảy luôn á. Từ thứ hai cho tới thứ bảy luôn á. Hình như là 450 tiếng đồng hồ. 450 giờ mà đi thi bán khác thì ở đây
bán hàng. Ủa chứ tự nhiên đi ha, có vụ mà đi học neo của ban này mà đi thi ban khác là sao? Không biết. Đi hành học cái đó là tầm bậy. Hành quá du học đó, đi du học về trường một dần ở bên kia thì mình neo. Thôi chơi rồi, thôi đừng nữa, được rồi. Wow, dễ được giúp ích luôn nè, dữ chưa? Đi hành đi học quá, hành lắm kịch thường già có mất. Chay, đứng lên đánh trống đi chay, đứng lên đánh trống cho ngoại sáu coi con. Để lên. Để lên, đánh cho ngoại sáu coi. Bùm bùm bùm. Đó. Rồi vẽ xong rồi sẵn chấm cái một rùi lên cái mặt luôn. Đánh hai tay luôn. Giỏi quá, hay quá. Ừ, dữ chưa? Mai mốt mày cho đi học đánh trống nha. Mai mốt mày cho chay đi học đánh trống nha. Đánh quá dữ luôn. Mốt là cái gì cũng cho đi học á. Trời ơi trời trời trời, trời đã chưa. Sửa máy lại ngoài sao không thấy sửa máy lại nè đó. Ôi trời. Trời ơi quá dữ luôn rồi. Đánh xong mà thải dùi luôn rồi. Đau tay rồi hả gì? Đau tay không nhỉ? Chết cha rồi, đau tay rồi. Đau tay nhưng mà cứ rõ. Đau tay nữa. Nhẹ nhẹ thôi, đánh phải biết nương. Chứ không phải là chơi hết mình sáng giờ sớm. Đau tay mà không nói không năng gì thế không? Con này cừ lắm á, cừ khôi lắm á. Đâu có phải là dễ lấy nước mắt của chay đâu. À, chay ơi, chay đừng đi. Trời ơi, con nằm kìa. Cái gì là gì vậy? Sao mà bên ơi ông trầm vậy? Xỏ đi. Tung 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 tung. Dữ chưa? Hát đi, vừa đánh vừa hát đi. Đây nữa đi. Có một rùi kìa. Ê, ê, ba. Cá đâu chỉ mày coi cá đâu? Cá đâu? Mà tới đây không thấy chơi thôi. Đâu 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 đâu. When I'm gone, you can feed her some mac and cheese when you're too tired to cook. I'm not cooking.
mình đang nhìn cái chua. Ngon không? Chay đang ăn spaghetti với lại mac and cheese. À, tao giọng cho một giọng gì chứ ha. Này như nó trượt trượt phải không ta? Keep moving. Ai ăn cho cô chú coi, ăn ngoan đi. Cái này sao nó trượt xuống vậy? Keep sliding. So baby, all day long, what you see what she does at home? Not really too much. Nothing, right? Like if JD is up, she's gonna feed JD. And if not, she's because she doesn't clean. Like you see, whatever, like even a spoil stuff on the fridge, she still leave it there. Yeah, she doesn't know how to. She's like, nobody properly told her exactly what we want her to do. Like, I taught her how to use the vacuum, but I don't know if she vacuums ever since I was there. No! I mean, there's a spoiled food on the fridge. It should be thrown out. Baby, we never tell Bahai what to do. Mm-hmm. I'm gonna cut it off. Right? Mm-hmm. Like, there's a bottle of milk that's spoiled on the fridge. Like the fridge is a mess. Don't you see that fridge is a mess? Only thing I see her do is cooking up some weird stuff and putting it on her foot. Yeah. And that's all I see, and then wrap her foot and then lay down and watch her like man. But it's whatever, as long as JD is home, I'm happy. And I asked her, did you pick Jay 3 times a day? She said, yeah. She's good on the schedule. Yeah. Well, how she does. Like, if the sock I put here, she can leave it here. She's not gonna clean it out. Yeah. She really loves the cheeses. Mm-hmm. Give her more, baby. Ooh, ba cho kìa. Ba cho thêm macaroni and cheese kìa. Mà bốc là, baby. So I think when we go to California, we should buy some mac and cheese. Because we can't cook that. I'll buy for her some mac and cheese. She loves it, right? Mm-hmm. That's her favorite. Ngon con. Ngon. I left my noodle there too, in case you want to give her some noodle. Oh, look, she doesn't eat the noodle. You should have left her more mac and cheese. Look, okay. Wow. Ngon. Chưa nào? Bà xin đâu cái? Bà xin rồi. Ba! Ôi trời ơi, hết hồn. Nhiên lai nhỉ? Hả? Ồ wow. Cho cô chú ăn miếng ăn. Hả? À. Con nói của chú đi. À, mở miệng ra. Giỡn quá. Nói là kìa. Chà, dữ rồi ta.
Kẹp cái tóc lên cho cái đọc tóc thấy mệt ghê luôn, có đọc tóc mệt. Mệt mỏi dọc tóc dễ sợ luôn. Trời ơi dữ nha. Trời, cứ ngựa vậy đó hả? Cứ ngựa mệt vậy đó hả? Không con không có đâu, đâu có nói gì giống xe là con đọc lọc cà lọc cà lọc lọc cà nhân 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 lực lực cà lực lực cà nhân nhân. Trời ơi coi nó kìa, coi được nó chưa? Cá gì? Cá đâu? Cá mở 1 2 3 4 đúng rồi. 1 2 3 đó kéo ra làm chi vậy? Kéo ra làm chi vậy? Đóng lại. Rồi khiến kiếm chuyện làm để cho dập tay đi. Khiến kiếm chuyện làm để cho dập tay đi. Lên đi lên ngựa ngồi đi, kéo ngựa ra làm chi? Kéo ngựa ngồi đó đi. Focus on this. Look. Yeah. No, JD. Làm gì? Đẹp không? Để nó đi, để nó cho đẹp đi con. Đẹp kẹp lên đi, kẹp lên đi. Kẹp tóc lên đi. Ba. Kẹp tóc lên đi. Đúng rồi, kẹp lên. Ngồi với ba đi. Thank you. Trời ơi đi. Đưa ba kẹp cho nó, baby. Put it on for her. She wants you to put it on for her. Ba kẹp kìa. Kẹp lên đây. Đúng rồi, đẹp quá. Đẹp không? Nhìn nhau đẹp không? Hỏi cô chú thấy ba kẹp. Hỏi ba cục tóc đẹp không cô chú? Đẹp không? One, two, three, four, five, six, seven, eight, đúng rồi, nine, ten. Mang dép vô đi chơi. Wow. Trời ơi, mang dép đi được rồi kìa, giỏi quá đó. Ê, té. Cô chú thấy chị có đôi dép dữ không? Đó. Trời đất ơi, dép đẹp quá ta. Đứng lên. Rồi, đi. Đi. Mang dép vô đi. Dép mang cho tới đầu gối được à. Dép hoàng mà tới đầu gối luôn. Ngồi xuống gỡ ra đi con. Đổi vô cho cô chú coi nè. Lên. Tự nhiên mày đang đổi con lấy ra chi vậy? À, có ba trợ không? À. Đổi vô cho cô chú coi nè. Lên. Cân trạng. Trời ơi, con nói kìa. Cái đó là để đội đầu chứ không phải để cắn chơi đâu nghe chay. Đội đi. Này, đội này lên nè. Meow.
Meow, meow, meow.